Xin chào các bạn. Thì người ta thường nói á là đi Mỹ cũng là một cái số, có số đi Mỹ. Có người á họ có số đi Mỹ và có người họ không có số đi Mỹ các bạn. Thì bữa hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có mang tên là Tâm sự đời tôi. Thì có nhiều bạn hỏi mình là tại sao anh nói là anh ở Việt Nam nghèo mà anh đi Mỹ được? Anh đi Mỹ tốn bao nhiêu tiền? Nói thật sự với các bạn á, cái lúc mà mình đi Mỹ á, tất cả hết giấy tờ luôn, trong túi của gia đình mình chỉ còn dọn dẹn là 200 đô. Bây giờ các bạn đi Mỹ á, các bạn trong túi của bạn có 100 triệu, 200 triệu. Nhưng mà cái đó là chuyện của các bạn thôi, còn những chuyện của mình thì rất là khác. Ok. Thì câu chuyện xin được phép bắt đầu tại một miền quê nghèo khó, đó chính là Bạc Liêu các bạn. Thì có nhiều bạn nói là Bạc Liêu cũng giàu mà anh, thì nói chung là Bạc Liêu giàu thì ai giàu kệ đi, nhưng mà mình nghèo các bạn. Tại vì khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Thì khi mà mình sinh ra ở một miền quê nghèo khó ở Bạc Liêu các bạn, giống như là thì nếu mà các bạn đã ở Bạc Liêu, các bạn tính từ cái tỉnh Bạc Liêu á mà các bạn đi về hướng miền biển Nam Hải á, nhưng mà các bạn đừng đi xa quá nha, các em đừng đi xa quá, em đi xa quá rồi, em đi xa quá là xuống Cà Mau rồi đó nha. Thì các bạn dừng ở cái biển Nam Hải, nếu mà các bạn biết cái tượng Phật Bà Nam Hải đó, thì cái chỗ đó là mình đã từng sống. Thì cách đây 20 năm về trước, không, 30 năm về trước, tại vì 30 năm về trước đi. Thì bữa nay, năm nay mình 30 năm về trước đi, ok. Thì cái vùng đất đó nó rất là nghèo các bạn. Nói chung là điện không có, nước cũng không có nữa, nó chỉ có sình và lầy và ao hồ thôi. Thì khi mà mình sinh ra ở cái vùng quê đó các bạn, tuổi thơ mình rất là dữ dội, mình không có được giống như là những đứa trẻ bây giờ. Uống cà phê kìa. Những đứa bạn của mình không có được giống như những đứa trẻ bây giờ các bạn. Tụi nó không có xe hơi, tụi nó không có iPad, iPhone, tụi nó không có tiền để mà đi chơi game hay là gì. Nói chung là những đứa trẻ ở quê mình á rất là nghèo, mà không phải một mình mà cả cái nguyên một cái chỗ đó luôn, ok. Thì những đứa trẻ tụi nó có một cái tuổi thơ rất là dữ dội, tụi nó chơi cái gì? Thì bây giờ nhà nghèo quá không gì chơi các bạn, thì phải đi vòng vòng mấy cái sông, cái ruộng để bắt rắn thôi. Một cái trò chơi hết sức là đơn giản đó chính là bắt những con rắn chơi các bạn. Thì bây giờ những đứa trẻ bây giờ sinh ra và lớn lên á, tụi nó làm gì? Tụi nó chơi iPad các bạn, tụi nó chơi iPhone. Nhưng mà những đứa trẻ của tụi mình á, thì tụi mình sẽ bắt những con rắn đó về và nướng ăn. Nhưng mà rắn á, thì nó bắt hoài nó cũng hết, nó thật sự thì người lớn bắt hết rồi, nói chung cũng không có còn cho con nít tụi mình bắt nữa. Thì tụi mình chuyển sang bắt châu chấu các bạn. Thì những con cái con châu chấu mà nó màu xám nó đùi gì nè, các biết người ta nói những con châu chấu ma đó, những con châu chấu gọi là bự bự nè. Thì các bạn bắt nó về các bạn nướng nó rất là thơm, thì nó không tốn tiền các bạn. Đó là cuộc sống của những đứa trẻ miền quê các bạn, hồi xưa rất là nghèo nha, rất là nghèo. Thì khi mà mình sống như vậy, tuổi thơ nó trôi qua rất là êm đềm các bạn. Thì kế bên những cái làng của mình sống đó, nó có một cái chỗ đó, nó gọi là kênh sáng các bạn. Thì nếu mà các bạn chưa nghe cái kênh sáng bao giờ đó, thì nó thật sự bây giờ cũng ít ai gọi lắm, tại vì bây giờ nó xây nhà rồi. Thì để mình diễn tả cho các bạn cái con kênh sáng nó là cái gì. Thì cái con kênh sáng nó thật sự là nó là một cái con kênh người ta đào bằng tay nha các bạn. Hồi xưa là không có máy móc đâu, thì người ta sẽ đào bằng tay để mà người ta dẫn nước vô trong đất liền để cho thuyền nó đánh bắt cá xong nó đi vô để bán cho người dân. Thì mỗi một ngày như vậy, khi mà nước nó lên á, thì cái con kênh đó người ta gọi, người Việt Nam mình gọi là con kênh sáng các bạn. Thì những cái con kênh đó nó rất là cao các bạn, nó rất là cao nha, nước nó dâng rất là cao và những cái người dân đứng ở đó mua cá để bán cho những cái chợ xung quanh. Nhưng mà khi mà nước nó rút rồi á, cái kênh nó rất là thấp. Các bạn có thể nhìn thấy được những con cua, những con cá nó bị mắc cạn luôn. Thì đó là một cái chỗ chơi rất là vui cho những đứa trẻ tụi mình. Tụi mình thường hay nhảy từ đây xuống dưới. Thì mình với những đám bạn của mình đã nhảy rất là nhiều lần các bạn. Thì bây giờ mình mới thấy những cái thanh niên thu độ đá banh các bạn ơi, họ yếu quá. Họ mới nhảy cầu Cần Thơ chút xíu mà họ đã chết rồi. Trong khi những đứa trẻ tụi mình á nhảy từ trên kênh sáng nhảy xuống, xong rồi lại leo lên rồi xong lại nhảy xuống, nó không có chết các bạn. Tụi mình sống dai quá. Thì đó là những trò chơi rất là dân dã. Nếu mà các bạn sống ở quê, các bạn lúc nào cũng chơi được những trò chơi đó. Nhưng mà sống ở miền quê rất là nghèo các bạn. Các bạn biết không, những ngày mà
muốn ăn những cục kẹo hay là muốn ăn những cái miếng bánh đó rất là khó. Tại vì các bạn biết không, ở một cái miền quê rất là nghèo thì đâu có nhiều cửa hàng bán đâu, đâu có siêu thị đâu, toàn là những cái quán nhỏ nhỏ không à ha. Thì những cái bịch bánh, những cái cục kẹo toàn là đồ quá hạn không à, rất là nghèo. Thì lâu lâu có cái ông người ta gọi là ve chai lông vịt các bạn, có lẽ các bạn đã lâu rồi không nghe cái từ này. Thì ve chai lông vịt là cái gì các bạn, nếu mà các bạn sống ở thành phố các bạn sẽ không bao giờ nghe từ này đâu. Thì ở miền quê có một cái ông bán ve chai lông vịt. Thì cái ông này á, ổng sẽ đi mua những cái thau, những cái thùng bị bể bằng nhựa nha các bạn. Rồi ổng sẽ đi mua lông vịt. Bởi vì người ta gọi ổng là ve chai lông vịt các bạn. Đó là lý do tại sao. Thì các bạn biết ở quê mà nó có rất là nhiều gà vịt. Thì khi mà các bạn giết một con gà, những cái bộ lông của con gà các bạn sẽ dục đi. Nhưng mà ở Bạc Liêu nó có cái ông khi ổng đi mua lông vịt các bạn. Ổng mua lông vịt về để ổng làm chổi lông gà. Thì sau đó mình mới giết con vịt xong thì mình giữ bộ lông nó lại, mình sẽ đưa, mình sẽ đợi ông tới, mà tại vì ngày nào ông cũng tới đó. Thì ông sẽ mua cái bộ lông đó và ông cho mình hai cục kẹo các bạn. Không biết ông có định bắt cóc của mình không mà sau ngày nào ông cũng tới các bạn đó. Thì sau khi mà sống ở Bạc Liêu mình thấy cuộc sống này nó rất là chán các bạn, nó giống là cái gì chơi chơi hoài nó cũng chán các bạn, cái gì chơi hoài nó cũng chán. Thì gia đình mình đã chuyển lên Sài Gòn các bạn biết không. Thì lên Sài Gòn rồi mình đã quen được những đứa trẻ chơi Sài Gòn các bạn. Những đứa trẻ trên Sài Gòn tụi nó rất là háo động, đúng là người ta nói các bạn, ở ở nhà quê mà ra tỉnh á thì không bằng những đứa tỉnh, mà khi mà các bạn từ tỉnh mà các bạn lên thành phố á, các bạn không bao giờ bằng những đứa thành phố. Đúng là như vậy, tại vì mình đã đi nhiều nơi mình cũng biết. Khi mà mình lên thành phố các bạn biết không, mình thấy trời ơi, mấy đứa trẻ trên thành phố nó sướng các bạn. Mấy đứa trẻ trên thành phố sướng, tụi nó tới ngày ăn xong rồi ngủ rồi giống như ba mẹ tụi nó là có công chuyện làm đủ hết, là có nhà có cửa, trong khi mình giống như là không có gì chứ các bạn. Mình thấy thua xa. Thì những đứa trẻ trên thành phố tụi nó sướng, tới ngày tụi nó ăn xong rồi coi phim không à đó. Thì có những đứa trẻ khác ở trong cái xóm của mình ở trên thành phố á, tụi nó mới rủ mình đi chơi một cái trò chơi, đó chính là đi ăn cắp dây điện. Thì có lẽ bây giờ là những đứa trẻ này tự hết rồi bạn. Thì hồi xưa cái này chỉ là trò chơi vui thôi, nhưng mà thực sự nó đem lại cái nguồn thu nhập cũng khá cho những đứa trẻ thành phố. Thì tụi nó thường hay đi ăn cắp dây điện các bạn biết đi ăn cắp dây điện không? Thì trong cái cọng dây điện nó có một cái cọng dây đồng. Thì nếu mà các bạn ăn cắp được một cái cọng dây điện á mà các bạn nên đi bán á, các bạn cũng kiếm được rất là nhiều tiền để mà chơi game nha các bạn. Thì nói chung là mình là một cái người rất là hiền lành. Thì khi mà tụi nó rủ mình đi thì mình không đi các bạn. Và tụi nó đi các bạn. Thì tụi nó đi và tụi nó đã bị công an phường bắt. Thì tại vì tội ăn cắp dây điện. Thì tụi nó ngạc nhiên là tại sao người ta lại biết tụi nó đi ăn cắp các bạn. Nhưng mà cho tới bây giờ tụi nó cũng không biết là mình gọi điện, mình chỉ công an phường. Thì nói chung là như vậy. Tại vì mấy đứa này nó quậy các bạn. Thường thì ở trước cái đầu hẻm mình có một công an phường các bạn phải không. Thì khi mà tụi nó đi ăn cắp dây điện mình thấy mình lo lắng hơn đó, dù của tụi nó bị điện giật chết thì sao, mình không có để bạn mình bị gì được. Thì mình mới chạy tới mình báo cho mấy chú công an phường. Thì mấy chú công an phường đó đã chạy tới và bắt tụi nó. Thì trong tay của tụi nó có rất là nhiều dây điện các bạn, mà không biết tụi nó cắp làm sao. Thì tụi nó bị quýnh các bạn, bị cái chú công an phường quýnh. Khi mà đi về thì tụi nó cứ thắc mắc là tại sao công an phường tới lẹo quá vậy. Thì có lẽ bây giờ tụi nó cũng chưa biết tại sao. Đó là cuộc đời của mình ở bên Việt Nam các bạn biết không. Thì đây quay qua đây đi. Thì khi mà các bạn biết không, khi mà sống ở Bạc Liêu 7 năm, sống trong một cái gọi là sình lầy các bạn. Khi mà các bạn ngày nào các bạn đi ra đường á, các bạn đi vô á, là cái dép của bạn dính một lớp sình đi nè. Cái này là sự thật nha, không phải nói láo đâu. Thì mình chuyển lên thành phố rồi, mình chẳng sống cuộc sống rất là nghèo khổ các bạn. Tới bây giờ mình mới được đổi đời đây. Chẳng lẽ cuộc đời mình cứ chôn chặt ở Việt Nam hoài sao? Không được. Thì một ngày nào đó ba của mình mới đem một cái sắp giấy tờ các bạn. Lúc đó mình đang học lớp 8 các bạn. Mình tưởng là trời ơi,
Mình đang học lớp 8 là mình đang chuẩn bị thi tốt nghiệp các bạn. Đang thi tốt nghiệp lớp 8. Mà bây giờ đem một sắp giấy tờ gì nữa. Nhưng mà không phải các bạn. Cái sắp giấy tờ này là sắp giấy tờ đi Mỹ các bạn. Ồ, phút giây mong đợi. Ngày đi Mỹ đã đến rồi. Thì khi mà các bạn đi học á, các bạn ước một ngày là đó trường các bạn bị cháy, hay là ước một ngày đó ba các bạn trúng số, thì các bạn sẽ nói với thầy cô các bạn là tôi không học nữa. Thì mình đã từng trải cảm giác đó. Thì tối đó ba mình đem một sắp giấy tờ về các bạn, và nói là trong vòng một tháng nữa mình sẽ được đi Mỹ các bạn. Đúng là có số các bạn, có số. Thì trong trường mình bốn mươi mấy đứa, không có đứa nào đi Mỹ hết, chỉ có một mình thôi. Tụi nó rất là ngạc nhiên, tụi nó rất là hâm mộ mình các bạn. Từ một người nghèo bây giờ trở thành Việt kiều các bạn, cái cảm giác nó rất là phê, là phê. Thì mình mới cùng với ba mình đi vô trong trường, mình nói cô giáo mình là rút học bạ, nghỉ học, không học nữa. Ôi cảm giác nó sướng lắm bạn, giống như là vui, nó đi về đúng không? Trong trong khi đó những đứa bạn của mình nó còn ngồi trong lớp nó học. Thì sau khi mà được được cái giấy tờ đi Mỹ đó thì gia đình mình đã nghỉ học và nghỉ làm trong vòng một tháng đó, phải đi khám khám bệnh nè, đi chích ngừa nè, đi chụp X-ray, nói chung là đi tới bệnh viện Chợ Rẫy để làm những cái thủ tục mà để chuẩn bị đi Mỹ. Thì đúng là người ta nói là có số là sẽ đi, có số là sẽ đi. Thì khi mà mình tới bệnh viện Chợ Rẫy đó các bạn biết không? Wow, thì ra là có rất là nhiều người đi Mỹ chung với mình các bạn. Một buổi sáng mình tới đó, đó là cả ngàn người đứng đứng ở ở bệnh viện Chợ Rẫy các bạn. Nhưng mà đứng ở cái khoa mà nó gọi là khoa khám sức khỏe cho người đi Mỹ á. Trời quá trời người luôn các bạn. Ai cũng đi Mỹ, ai cũng chuẩn bị đi Mỹ á. Mình thì ra là mình mới biết là không phải chỉ có một mình các bạn. Rất là nhiều người. Thì họ mới chích ngừa cho mình các bạn, lần đầu tiên ở ở Việt Nam mười mấy năm mới lần đầu tiên chích ngừa các bạn. Đâu giờ chích ngừa đâu. Trời bữa đó chích chích mình hả? 9 mũi. Chích bên tay trái 5 mũi, chứ bên tay phải 4 mũi. Xong rồi, chích xong rồi còn nói nữa, đây 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 chỉ là chích lần lần một thôi nha con, lần sau chích nữa. Các bạn nghĩ là từ trước giờ chưa bao giờ chích ngừa. Xong rồi khi chích ngừa xong rồi bắt đầu đi chụp hình phổi các bạn. Đi chụp hình phổi xong rồi tới tới khám toàn thân. Thì khi mà các bạn đi khám toàn thân á, các bạn sẽ vô trong cái phòng kia. Cái này mình nói thiệt nha. Các bạn sẽ vô trong cái phòng kia thì có một cái cô y tá cô đứng đó. Xong rồi cô kêu các bạn là cởi hết đồ ra đi, xây một vòng. Lúc đó các bạn nghe giống như các bạn đang nghe lầm vậy đó. Các bạn nói hả? Các bạn nói hả cái gì? Cởi hết đồ ra rồi xây một vòng. Xong rồi thì các bạn cũng phải làm theo thôi, tại vì bà nói lẹ lên đi còn nhiều người đợi nữa. Thì khi mà các bạn cởi hết đồ xong các bạn quay một vòng, các bạn lấy cái viết và chọt chọt. Tại sao nhỏ quá vậy? Tại sao nhỏ quá vậy? Đó. Thì khi mà khám xong rồi á, giống như là họ muốn kiểm tra trên người của các bạn có bị thẹo hay là có bị hình xăm hay là cái bị gì đó. Xong rồi ai cũng khám hết các bạn nha. Xong rồi coi như là cái đó là phần đi khám sức khỏe để chuẩn bị qua Mỹ. Và đi phỏng vấn thì các bạn phỏng vấn đậu thì các bạn sẽ được qua Mỹ. Thì mình đừng nói về cái phần phỏng vấn, mình nói về cái tâm sự đời tôi đi cái. Okay. Thì tất cả mọi thứ đã xong hết rồi, giấy tờ cũng đã xong rồi, thì bây giờ chuẩn bị đi Mỹ các bạn. Nói chung là đồ đạc thì cũng bán hết rồi, tại vì nhà mướn mà cũng đâu có bán gì nhiều đâu. Thì mình ngày mơ là đi Mỹ các bạn. Thì gia đình mình có thuê hai chiếc xe cá mập. Là 8 giờ sáng ngày mơ đã chuẩn bị đi Mỹ, tại vì 11 giờ là bay rồi các bạn. Thì tối đêm đó bà con lên rất là đông các bạn. Wow. Mình mới ngạc nhiên là wow, thì ra là mười mấy năm ở Việt Nam mình cũng có bà con các bạn. Xong rồi bữa đó bạn bè của mình, bạn bè nói chung là bạn bè của người nào người đó kéo tới các bạn. Thì rất là đông, trời, một cái căn nhà trọ nghèo nàn mà chưa bao giờ nó được rộn ràng như các bạn. Ai cũng nói là trời ơi đi Mỹ rồi, tại sao đi Mỹ buồn quá vậy. Nên sự hổng gài sống ở đó các bạn biết không, có nhiều bữa thiếu ăn thiếu mặc luôn á, mà không có ai đếm xỉa tới mình. Bây giờ mình đi Mỹ người ta nói là sắp xa rồi nhớ quá. Thì nói chung là bà con kéo lên rất là đông các bạn, rất là đông. Thì cái đêm đó các bạn biết không, ở ở trên Sài Gòn mình ngủ mình không đóng cửa luôn, tại vì trời người nằm la liệt luôn các bạn. Tại vì các bạn nghĩ một căn nhà trọ thường thường chỉ chứa nổi có 4-5 người thôi, mà bây giờ kéo lên tới 20-30 người. Các bạn hiểu thôi, là tối đó là không ngủ nha, tối đó không ngủ luôn. Nói chuyện suốt đêm luôn, có người thì tâm sự trời ơi mười mấy năm sống ở Việt Nam rồi, nghèo khổ đã từng trải qua, rất là nghèo luôn. Mà bây giờ đùng cái đi Mỹ các bạn, đi Mỹ là ở đâu? Đi Mỹ là ở đâu vậy? Hả? Thì nói chung là không ai biết đi Mỹ là ở đâu các bạn. Xong rồi nói chung là ai ai cũng vui cái giây phút đó, cái nó cả đời cũng không quên bạn, cái bữa tối đó cả đời không quên.
Trời, biết bao nhiêu người tới thăm hỏi, tới biết bao nhiêu người tới thăm hỏi. Thì mình mới rất là ngạc nhiên khi mà mình có rất là nhiều người quan tâm tới mình các bạn. Tại vì chỉ còn ngày mơi đó thôi, mình sẽ trở thành một người được mang tên gọi là Việt Kiều các bạn, Việt Kiều nha. Thì chuyện gì nó cũng sẽ tới các bạn. Bước lên ngày ngày mơi sáng có hai chiếc xe cá mập chạy từ tới nhà, tới trước cái nhà trọ của mình và đậu đó đó. Thì bà con giúp mình bưng đồ ra xe các bạn. Lúc này mình đã thấy là mình đã thấy sức mạnh của cái người gọi là Việt Kiều các bạn. Tại vì hồi xưa á, khi mà các bạn không phải là Việt Kiều, các bạn là Việt Nam á, thì các bạn làm cái gì các bạn cũng phải tự ginh, các bạn phải tự ginh xe, ginh đồ lên xe. Các bạn đi xe đò, các bạn phải ginh đồ lên xe. Bây giờ các bạn là Việt Kiều rồi, người ta tranh, người ta ginh đồ cho các bạn lên xe, các bạn không, các bạn chỉ cần bước lên xe và ngồi thôi, giống như là boss vậy đó. Ok, thì hai chiếc xe cá mập chạy, các bạn thấy không, một bên là gia đình bên mẹ của mình và một bên là gia đình bên ba của mình. Thì bà con á, biết không, bà con bên ba và bà con bên mẹ nó rất là đông các bạn. Thì họ chen nhau thì mình mới thấy là rất là vui các bạn. Chưa bao giờ mà ở Việt Nam mà mình được vui như vậy, chưa bao giờ ở Việt Nam mà mình được cái cảm giác mình giống như là một cái người quan trọng đó, ai cũng bu quanh mình giống như là ca sĩ đó. Thì mình thấy rất là vui các bạn. Thì một bên là bên ba mình, một bên là mẹ mình, ai cũng vui, họ lúc nào cũng bu quanh ba mẹ mình, ôi, giống như người nổi tiếng đó. Thì mình thấy ba mẹ mình rất là vui các bạn, sống mười ra mười mấy năm rồi, cuối cùng cũng đã được lên đời các bạn. Thì cái chiếc xe từ từ lăn bánh. Thì Sài Gòn bữa đó rất là nhộn nhịp các bạn. Thì nó nói chung là lúc nào Sài Gòn nó cũng nhộn nhịp, và cái quận Tân Bình đó lúc nào nó cũng nhộn nhịp hơn tất cả. Nhưng mà tự nhiên cái bữa sáng hôm nay á, mình thấy cái quận Tân Bình hình như nó yên ắng hơn mọi bữa. Cái tại sao cái bữa sáng hôm nay nó yên ắng hơn cái bữa sáng ngày hôm qua các bạn? Tại sao? Những cái tiếng xe cộ, những cái tiếng mà chửi rủa nhau, cái thằng quỷ mà chạy kiểu gì vậy? Ôi, những cái tiếng nó chỉ còn vài phút nữa thôi là mình hết hết được nghe các bạn. Những cái âm thanh quen thuộc, những cái tiếng còi xe bin bin bin, nó làm cho mình rất là ghét mỗi ngày các bạn. Tại vì khi mà mình đi học có những cái tiếng còi xe, rồi những cái tiếng chửi rủa, những cái tiếng chen lấn nhau đó. Thì chỉ còn vài phút nữa đây thôi mình sẽ lên máy bay và mình sẽ đi qua Mỹ, tức là mình sẽ hết được nghe rồi. Mình sẽ bỏ lại quê hương yêu dấu của mình ở sau cái cánh máy bay các bạn. Mình rất là buồn, cái cảm giác nó rất là khó tả các bạn. Thì khi mà mình ngồi trên chiếc xe á, mình thấy tại sao bữa nay nó thời gian nó trôi chậm các bạn. Mình nhìn ra khung cửa sổ, mình thấy những chiếc xe chạy tới chạy lui, mình thấy những chiếc xe nó chạy tới chạy lui các bạn, giống như là thời gian nó đứng lại để cho mình nhìn họ á đó. Ngoài đường á, không một hồi, giống như mình không hề nghe được một tiếng động, những cái âm thanh quen thuộc giống như là nó bây giờ nó quá là phê các bạn. Trời, những cái tiếng còi xe, mặc dù cái ông tài xế ổng đang chửi, thấy cái thằng chen ngang, nó nói thằng quỷ mày chạy kiểu này tao ké chết cha mày bây giờ. Thì những cái âm thanh nó rất là quen thuộc các bạn, nói trời ơi sao mà đã vậy. Thì nó thật sự là đúng như vậy, tại vì tới bây giờ mình vẫn không nghe được, trừ khi mình về Việt Nam thôi các bạn. Thì chiếc xe từ từ lăn bánh, hai chiếc xe cá mập chạy song song với nhau các bạn, hai ông tài xế này ổng đang đua. Thì mình mới nói chú con phải đi Mỹ, chú từ 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 thôi chú, con đi Mỹ chứ con không muốn đi. Thì nói chung là Việt Nam thì chạy xe là như vậy, đầy chen các bạn. Nhưng mà bữa bữa hôm nay mình sắp được đi Mỹ thì mình cái cảm giác mình rất là vui các bạn. Những cái giờ phút đó mình thấy nó rất là phấn khởi. Và cái chiếc xe từ từ lăn bánh, cuối cùng thì sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã xuất hiện trước mặt các bạn. Thì người ta nói là buổi tiệc nào rồi cũng sẽ qua, cái buổi tiệc nào rồi nó cũng sẽ tàn. Ok, thì khi mà xuống sân bay Tân Sơn Nhất, gọi gửi hành lý gọi hết rồi, thì mình có được một tiếng để mình chia tay với người thân các bạn. Thì ai cũng ghi số điện thoại của họ, ai cũng ghi số điện thoại và email của họ. Nó thực sự là lúc đó rất là nhiều người đưa số điện thoại cho mình, và khi mà mình lên máy bay rồi và mình đã bị mất các bạn, thì họ đưa số điện thoại, họ đưa email, và thời gian một tiếng nó trôi qua rất là lẹ các bạn, một tiếng mà giống như một giây vậy đó. Thì mình phải tạm biệt người thân của mình. Thì cái lúc này các bạn biết không, tự nhiên mình đứng lên mình đi với các bạn, thì những người bà con của mình họ bắt đầu khóc lên các bạn, giống như là nãy giờ một tiếng đồng hồ họ nói chuyện rất là vui vẻ, họ cười, bây giờ tự nhiên mình sắp đi họ lại khóc các bạn. Họ giống như là làm cho mình rất là khó đi các bạn. Nhưng mà
mình không đi cũng không được, tại vì mình đã sống ở đây là khoảng mười mấy năm rồi, mình cũng chưa bao giờ gặp họ, mà bây giờ mình lại sắp đi rồi thì thôi mình đi thôi, chứ bây giờ làm sao bây giờ. Thì cuộc sống là như vậy. Thì bước lên một cái chuyến máy bay mã số là ai mà nhớ đâu, mình ngồi ở một cái hàng đó, thì nguyên một cái hàng đó nó gồm có là ba bốn ghế, 10 ghế các bạn, cái hàng đó 10 ghế, thì cả gia đình mình ngồi nguyên một hàng luôn, tại vì gia đình mình 7 người thì ngồi nguyên một hàng luôn. Và lên một cái chuyến máy bay Việt Nam Airlines bay từ đây qua tới tới Hàn Quốc các bạn, và từ Hàn Quốc bay qua tới Nhật, tới Mỹ. Như vậy là mình đã trở thành người Mỹ rồi các bạn nhé. Thì nó theo cái kinh nghiệm mà đi máy bay của mình đó, các bạn biết không, thì các bạn nên đi máy bay Hàn Quốc. Tại sao vậy? Tại máy bay Hàn Quốc nó có nhiều nhân viên Hàn Quốc rất là dễ thương. Thì sau sau khi mà mình đi sân bay của Hàn Quốc rồi, mình đi sân bay của Đài Loan nè, sân bay của Hồng Kông nè, và sân bay của Nhật, thì nói chung với nhân viên của Hàn Quốc là tụi nó dễ thương nhất. Nhưng mà các bạn đi sân bay của Đài Loan á, các bạn sẽ bị kỳ thị rất là nhiều, tại vì những cái người Đài Loan họ rất là kỳ thị các bạn. Khi mà các bạn ngồi trên một cái chuyến bay đi Đài Loan á, đi từ Việt Nam qua Đài Loan á, thì những cái người Đài Loan á họ ngồi chung ghế các bạn á, các bạn muốn đi ra đi vô á, họ 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 không cho các bạn đi, họ rất là khó chịu, cái người Đài Loan rất là ích kỷ nha các bạn. Nhưng mà các bạn đi qua tới bên Nhật á, nhưng mà các bạn đi bằng chuyến bay Nhật á, thì nói chung là người Nhật họ cũng dễ chịu hơn người Đài Loan, nhưng mà so với sân bay của Hàn Quốc á, thì tiếp viên Hàn Quốc dễ thương hơn. Thì nhưng mà các bạn đừng đi Vietnam Airlines, ok, tại vì các bạn biết không, khi mà các bạn ngồi ở trong Vietnam Airlines á, những cái cô tiếp viên hàng không Vietnam Airlines á, họ biết các bạn nghèo á, họ không có nói chuyện với các bạn quắt họ lại, họ không nói có lại. Thì bây giờ mình đã tới Mỹ rồi các bạn. Khi mà mình đặt chân tới Mỹ các bạn biết không, wow, người Mỹ họ rất là thân thiện các bạn, mình nói thiệt, người Mỹ họ rất là thân thiện. Khi mà mình đi bay từ Hàn Quốc qua, các bạn biết không, trên cái chuyến bay của mình từ Hàn Quốc á, mình gặp rất là nhiều người, giống như là mình người Đài Loan nè, hay là người Hàn Quốc nè, nhưng mà cái cách mà họ nói chuyện mình, họ không chào mình các bạn, họ không có giống như là để ý tới những người xung quanh họ, họ chỉ lo cho bản thân họ, họ rất là ích kỷ. Thì khi mà các bạn đặt chân tới phi trường của Mỹ á, họ đi ngang họ gặp các bạn, họ cười ngay hello, họ đi ngang gặp cái hello, họ đi ngang gặp cái hello. Cái đó là cái sự lịch sự của người Mỹ các bạn, thật sự gì. Và khi mà mình tới Mỹ rồi, mình nói wow, ở Mỹ họ nói tiếng Anh không các bạn. Thì đó là những cái ngày đầu tiên mình đặt chân tới Mỹ, thì mình lần đầu tiên trong cuộc đời mình gặp Mỹ Mỹ đen các bạn. Trời ơi, các bạn biết không, khi mà mình tới Mỹ á, thì ở Mỹ người ta thường thường mướn những cái người Mỹ đen bự con để làm cảnh sát bảo vệ sân bay các bạn. Thì qua bước xuống sân bay thì có một anh Mỹ đen rất là dễ thương các bạn, Mỹ đen bự con, thì ảnh mới thấy mình là từ ngay những ngày đầu tiên mới Mỹ, ảnh mới hỏi mình là có cần giúp không. Nó thật sự thì có biết tiếng Anh mẹ đâu, thì thấy ổng đứng ổng hỏi hỏi gì, có nghĩa là ổng hỏi mình có cần giúp không. Thì mình không có biết tiếng Anh các bạn, thì mình mới ra dấu là mình muốn gọi điện thoại, thì ảnh mới chỉ vô cái điện thoại mà gắn trên tường á, cái điện thoại gọi bằng su á, thì mình mới dùng cái điện thoại đó gọi cho gia đình của mình để báo là tới rồi. Thì mình mới đưa tờ giấy cho ảnh và ảnh bấm số cho mình các bạn, rất là tốt. Đó là cái lịch sự của người Mỹ khi mà các bạn qua bên Mỹ á, họ rất là thân thiện với các bạn, ok. Thì các bạn đi đâu người ta cũng thân thiện với các bạn hết trơn á. Và sau khi mà các bạn đã tới Mỹ rồi, các bạn nhập cảnh vô Mỹ rồi, thì các bạn được gia đình các bạn đón về. Nhưng mà các bạn nên nhớ một cái điều, ở Mỹ nó khác Việt Nam là các bạn không được hối lộ nha, các bạn hối lộ là nó tống các bạn Việt Nam á. Thì khi mà các bạn nhập cảnh lần đầu tiên vô Mỹ á, các bạn biết không, các bạn phải lăn tay, tức là ở một cái hải quan đó đó, giống như gia đình của các bạn, họ sẽ kêu các bạn lăn từng ngón tay để giống như là có hồ sơ, khi mà các bạn phạm pháp bên Mỹ á, họ chỉ cần đối chiếu dấu vân tay là họ biết các bạn là ai liền. Thì các bạn bay từ Đài Loan qua tới Mỹ, các bạn bay từ Việt Nam qua qua tới Hàn Quốc đi, rồi từ Hàn Quốc bay qua tới Mỹ, thì ngay cái tại phi trường của Mỹ á, tụi nó sẽ nhập cảnh các bạn vô Mỹ và tụi nó sẽ lăn từng ngón tay của các bạn. Ai ai cũng vậy nha, khi mà nhập cảnh vô Mỹ là ai cũng vậy, không phải là tùy người đâu nha, ai cũng vậy. Thì có một cái điều khác ở Việt Nam á, là khi mà các bạn nhập cảnh vô á, các bạn không biết tiếng Anh á, thì những người khác họ sẽ tới thông dịch cho các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn tới Mỹ không được nha. Bây giờ nó kêu các bạn tới
tới đây lăn tay, các bạn không hiểu nó nói gì, hay là nó kêu ba của các bạn tới lăn tay mà ba các bạn không hiểu cái gì, các bạn chạy lên các bạn giúp, nó nói là đi ra chỗ khác nha. Không được, tại vì các bạn biết không, nếu mà các bạn cần thông dịch á, tụi nó sẽ kêu từ người thông dịch Việt Nam lại luôn, nhưng mà các bạn không được giúp. Thì trong cái chuyến đi đó đó, các bạn biết không, có một cái gia đình bên Mỹ, bên tay trái của mình cũng là Việt Nam luôn. Thì trong cái lúc mà lăn tay các bạn, thì cũng là lần đầu tiên đi qua Mỹ luôn, các bạn không biết tiếng Anh. Thì họ mới quắc mình, họ nói con biết tiếng Anh không, con coi giùm chú ông Mỹ đang nói gì. Thì ông Mỹ cũng nói là không có được, mọi người nào đứng yên người đó, ok, tại vì họ không có cho mình nói chuyện với người Việt Nam của mình các bạn. Họ nói là cứ đứng đó đại đi, họ sẽ kêu người thì họ mới gọi điện thoại cho cái cô Việt Nam kia, cô chạy tới các bạn. Thì cái cô Việt Nam kia cô tới và cô nói là bây giờ cứ lăn tay đi, tụi Mỹ rất là khó. Khi mà các anh lăn tay á, các anh người nào là lăn người đó thôi nha các bạn biết không. Mặc dù họ biết những người đó là cha mẹ gia đình của mình, nhưng mà họ không cho nói chuyện. Ở Mỹ nó nghiêm như vậy đó các bạn, chứ không phải giống như bên Việt Nam là đút lót là cho nó cho qua rất là dễ các bạn. Không. Thì cái gia đình đó và cái gia đình mình á, và những người Việt Nam khác nữa các bạn, họ thấy gì họ rất là sợ các bạn. Trời ơi, tại sao mà lâu quá vậy, cả tiếng đồng hồ mà chưa có được, tại vì đợi cái người thông dịch viên chạy tới nữa các bạn là nửa tiếng rồi. Thì lăn tay, tại vì khi mà tụi nó nói nhiều quá mình không hiểu các bạn. Lăn tay đi Mỹ thì gia đình mỗi một người là lăn hai bàn tay nha các bạn, tại vì họ phải lấy dấu vân tay của bạn. Thì rất là lâu, nhưng mà hay một cái điều là các bạn muốn giúp cho người nhà của các bạn nói tiếng Anh á, họ không cho luôn. Họ nói là nếu mà mình không biết nói tiếng Anh á, tụi nó kêu thông dịch lại, không cho mình nói luôn. Nhưng mà cuối cùng thì cũng được nhập vô Mỹ các bạn. Cái đó là cái nỗi ám ảnh của người Việt Nam mới ở Mỹ, tại không biết tiếng Anh đó. Thì nhập cư qua Mỹ rồi, tới Mỹ rồi thì chú mình ra gước các bạn. Wow, nước Mỹ nó thật sự, khi mà mình bước ra khỏi cái sân bay Mỹ á, không có máy lạnh nha, trời nó thoáng các bạn. Không hề nghe một tiếng còi xe bin bin bin, không hề nghe một tiếng chửi rủa, ê cái thằng khốn nạn chạy kiểu gì mày, không hề nghe luôn. Rất là yên tĩnh. Wow, một cái cảnh, một cái đường xá các bạn thấy không, các bạn thấy mình ngồi đây nãy giờ các bạn không có nghe một tiếng còi xe hay là một tiếng xe máy chạy qua chạy lại. Mặc dù nãy giờ có rất là nhiều xe chạy qua chạy lại nhưng mà mình không nghe các bạn, không có nghe tiếng còi xe luôn. Ở bên Mỹ người ta rất là ít bấm kèn nha các bạn, không, rất là ít luôn á, ok, chỉ khi nào mà sắp đụng nhau mới bấm thôi. Thì qua Mỹ quá là trong lành luôn các bạn. Nước Mỹ đúng là một nơi để đáng sống. Cái cảm giác mà của những người Việt Nam khi mà họ đặt chân đầu tiên tới Mỹ, ai cũng nói con này, nó thật sự như vậy luôn á. Họ nói trời, nước Mỹ sao mà trong lành quá vậy. Thì sau khi mà về từ sân bay về nhà các bạn thì là khoảng nửa tiếng các bạn, nửa tiếng. Thì khi mà ở Việt Nam các bạn thiếu ăn thiếu mặc rồi, bây giờ qua bên Mỹ các bạn đã thấy những cái video clip tôm hùm cua của mình rồi, là các bạn biết cuộc sống ở Mỹ nó rất là dư dả. Thì cái ngày đầu tiên ở Mỹ các bạn biết không, chú mình đã đãi cho mình ăn một cái bữa rất là thịnh soạn, đó chính là lẩu Thái. Nếu mà các bạn coi video clip của mình cái lẩu Thái đó, thì đó chính là cái lẩu Thái là mình đã ăn ở Mỹ 15 năm về trước. Wow, sống ở Việt Nam các bạn biết không, những cái con tôm mà bự bự như vậy chỉ dành cho những người nhà giàu ăn thôi nha. Những cái miếng thịt bò bự bự nè là chỉ dành cho những người giàu ăn thôi nha. Bây giờ trước mặt của mình đang là, các bạn biết không, hai gỗ tôm luôn, hai gỗ luôn. Mình không nói dĩa nha, mình nói dĩa là mình xưa rồi. Bây giờ chơi gỗ luôn, các bạn biết không, hai cái gỗ tôm đầy nhóc luôn. Ở Mỹ rất là rẻ, nhưng mà các bạn nghĩ một hai cái gỗ tôm á, mà bên Việt Nam mà bán cho người, cho cái đó là cho cả dòng họ ăn luôn á, chứ đừng nói là cả gia đình. Thì chú mình mua hai gỗ tôm luôn, trời, bữa đó ăn tôm mà ăn ngập mặt luôn. Thịt bò các bạn biết không, nhúng vô ăn, trời, chưa bao giờ mà, hồi xưa ở bên Việt Nam mua một cục thịt bò chút xíu nha, nó tiền đâu có tiền để mua nhiều. Bây giờ thịt bò các bạn biết không, chơi 5 dĩa, mỗi một khúc, mỗi một chỗ là một dĩa. Tại vì các bạn nghĩ coi, bây giờ mình đang ngồi ăn thì bên đây một dĩa, bên đây một dĩa, bên đây một dĩa, một cái thịt bò, dĩa thịt bò đầy nhóc luôn. 5 dĩa thịt bò. Tôm á chơi lại hai gỗ luôn. Còn rau á các bạn, trời, cái cuộc sống Mỹ đúng là thiên đường các bạn. Mới qua Mỹ là được ăn sang rồi. Các bạn thấy không? Thì lúc đầu mình từ Việt Nam mình qua, mình nói trời ơi, ở Mỹ này sao ăn sang vậy? Thì mình nói thẳng các bạn là nó rất là rẻ, ok. Bữa đó mình ăn một cái bữa đó giống như là một cái bữa thịnh soạn để dành cho những cái người mà nhà giàu bên Việt Nam ăn nha các bạn. Người nhà nghèo bên Việt Nam chắc không ăn được cái bữa đó.
Thì sau khi mà ăn xong cái bữa đó rồi thì chú mình có mua một cái trái cây tráng miệng, đó là bơm, người ta gọi là bơm đó các bạn. Bơm Mỹ và táo Mỹ, và bơm Mỹ và nho Mỹ. Trời, mấy trái nho Mỹ mà các bạn coi video clip của mình các bạn thấy rồi, nó trồng que, trời nó bự lắm. Chú mình mua hả nguyên một cái tủ lạnh luôn, để tủ lạnh. Khi mà các bạn mở ra, các bạn biết không, trời, táo Mỹ á nó quá trời luôn, nho. Và các bạn rất là rẻ, nó rất là rẻ, nó rẻ thúi luôn á. Các bạn biết không? 5 trái táo Mỹ á mà có $2. 5 trái táo Mỹ luôn á, trong khi đó chú mình mua 20 trái nhét tủ lạnh. Có nhiêu $10 thôi chứ nhiều. Rồi táo, rồi nho là mấy cái bịch đó trời nhét tủ lạnh. Chú mình nói một câu rất là nghe rất là vui. Tụi con muốn ăn gì cứ ăn thoải mái, rất là rẻ. Mình không tin luôn các bạn. Bởi vì người ta nói là người ta giàu người ta ăn nho Mỹ, còn tôi nghèo tôi phải qua Mỹ tôi ăn nho. Bởi cái câu nói đó là sự thật nha các bạn. Tại vì ở Việt Nam mình nghèo quá, mình không có tiền để mình ăn nho Mỹ, thì bây giờ mình phải đi qua Mỹ để mình mới có tiền để ăn nho thôi. Trời, tối đó các bạn biết không, nho Mỹ mà hồi xưa một bịch như vậy nè, một bịch nho Mỹ á là cho cả nhà ăn. Bây giờ nguyên một bịch nho Mỹ nha các bạn biết không, cho một mình ăn. Ôi, nó sướng ăn nho Mỹ xong rồi ăn táo Mỹ xong rồi. Nói chung là mới ở Mỹ cái gì cũng không biết các bạn. Nó thật sự là mình rất là quê các bạn. Nhà quê mà. Quê mà bây giờ nó đóng phèn luôn các bạn biết không. Thì qua Mỹ là sướng các bạn. Nói chung là cái gì cũng mới. Thì đường xá đồ nó rất là rộng, nó thoải mái. Qua đi đồng bằng xe hơi không bạn. Cái ngày là cái cảm giác mà lần đầu tiên các bạn qua bên Mỹ á, gió nó thổi mát lắm mày. Thì chú mình đã đãi cho nhà mình ăn một cái bữa gọi là thịt nướng ngoài trời các bạn, gọi là barbecue. Nói chung ở Việt Nam nghèo các bạn biết, đâu có tiền đâu ăn thịt nướng ngoài trời. Thì tới Mỹ rồi, ngày hôm sau thì chú mình đã chuẩn bị rồi các bạn. Trời, đúng là thiên đường là đây chứ đã lâu. Đúng là qua Mỹ là thiên đường các bạn. Qua hồi xưa ở Việt Nam các bạn biết không, kho một cái nồi thịt kho chút xíu như nè là ăn được mấy ngày cả gia đình cùng ngồi ăn. Bây giờ trước mặt của mình là một cái bàn thịt nướng không hề có cơm nha, ăn không ăn cơm các bạn, ăn thịt không. Nào là sườn bò nướng nè, sườn heo nướng nè, rồi bắp nè, rồi ô xúc xích, trời ơi. Chú nói là rồi cánh gà nữa các bạn, trời, muốn ăn cái gì để lên dĩ nướng ăn thôi, không ăn cơm. Trời, Mỹ đúng là sướng thiệt các bạn. Cánh gà để lên nướng ăn, thịt bò để lên nướng ăn. Mỹ là thiên đường chứ là gì nữa các bạn, đúng không? Ở Việt Nam là mình ăn kiểu gì? Ăn kiểu gì chỉ có con nhà giàu thôi à. Nhưng mà ở Mỹ cái đó chỉ là bình thường, nó rất là rẻ. Qua sướng các bạn. Thì mình thấy cuộc đời của mình đã thay đổi từ đây rồi các bạn. Đó. Như vậy thì mình đã qua bên Mỹ với một con đường gọi là đi đoàn tụ các bạn đó. Thì khi mà mình qua bên Mỹ rồi, mình đã gặp rất là nhiều bạn của mình. Thì có nhiều người bạn họ mới qua trước mình một ngày, có nhiều bạn họ qua sau mình 2 tháng, có nhiều bạn qua sau mình 1 tháng. Thì tụi nó học chung với mình cho rất là vui đó. Rất là vui. Thì mình xin kết thúc câu chuyện tâm sự đời tôi ở đây, tại vì mình đã hết ý tưởng để kể rồi. Thì để sau này mình sẽ kể cho các bạn nghe tiếp nhé. Bây giờ tạm biệt các bạn. Đó là cái cuộc hành trình qua Mỹ của mình. Thì nếu mà các bạn qua bên Mỹ giống như mình thì các bạn hãy